Theo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai thực hiện cuộc vận động vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong 3 năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã vận động hơn 1.730.000 suất quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn dịp lễ Tết, tặng hơn 18.700 suất học bổng, xe đạp, hỗ trợ mai táng, trợ giúp nhân đạo, hỗ trợ thường xuyên, đột xuất, xây dựng và sửa chữa 160 căn nhà chữ thập đỏ và 2 công trình nhân đạo dân sinh. Thực hiện cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã có hơn 1.860 đơn vị cá nhân giúp đỡ cho gần 6.800 địa chỉ đặc biệt khó khăn. Vận động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tổ chức cho hơn 3.300 người nghèo mổ mắt miễn phí, hỗ trợ nhân dân các địa phương bạn và quốc tế bị thiên tai khó khăn, tổng trị giá gần 390 tỷ đồng.